Hello mọi người, thì hôm nay mình có một cái khá là vui, mình muốn cho mọi người xem. Nói ra hôm nay mình được nhận một con cá đuối mọi người, mình dặn rất là lâu rồi và bây giờ mới có. Thì đây là cá đuối của mình. Rồi, đó, bạn thấy đẹp không? Nhìn rất là phê luôn á, nó cỡ bàn tay mình thôi à. Mình đặt ở đây để ghép chung với hồ cá mập mọi người. Thì đây là lần đầu tiên mà mình ghép cá đuối chung với cá mập luôn. Thì khá là sợ mọi người, sợ cá mập nó thích cá đuối á. Thì ok, mình có vài cái mẹo để mà có thể ghép được chung với hai con cá mập này. Thì hôm nay mình sẽ test luôn nha. Thật sự là tài liệu mình đã ghép được cá cộng đồng với cá mập ở mình khá là hiếm mọi người à. Cái hầu như là kinh nghiệm hỏi han nhau thôi à. Ok, giờ mình thử nha. Đầu tiên thì mình cho nó vô trung hòa đã ha. Cá mập thì nó hiền lành lắm mọi người à. Mới học đồ vô múc nước thôi mà nó đã đánh hơi, nó mò lại rồi nè. Đó, lành lắm. Kiểu cháu nhà tôi chưa đánh ai bây giờ á, giống vậy đó. Rồi, mình trung hòa tầm nửa tiếng á, mình thả ha. Để mình cho các bạn xem. Hai con mập này thì hôm qua mình có cho nó ăn no rồi mọi người. Nhìn cái bụng nó nè, căng phòng đấy, nhìn sao. Rồi, trong lúc đợi trung hoàng đuối này á thì mình cho mấy bạn xem khá là vui. Ở đây mình có một con ốc, nó đang đẻ trứng á mọi người, hình như đang đẻ trứng á đó. Mọi người thấy trứng nhỏ xung quanh không, đẻ ác hết. Trứng này mình nở ra chắc banh hồ. Đây là Nemo đột biến Snowflake. Đây là hàng Việt Nam ép đẻ mọi người. Hàng Việt Nam ép đẻ thì giá cũng rẻ thôi, màu nó sẽ không có đẹp được bằng mấy con Nemo mình nhập về đâu mọi người. Nemo nhập về cái giống của ta là cái màu chuẩn lắm. Ngoài ra đây mình còn có được con nóc nữa nè mọi người. Đây là nóc nhím, nhìn cưng phết. Đây là bò Picasso hai chú, nhìn cứ ha, cho quay à. Mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu thả cá này chung vào bể cá mập nha. Thì để mà thả được, kiếm được cái bể cá cộng đồng với cá mập á, thì chúng ta có 3 yếu tố. Đầu tiên là con cá mập của chúng ta phải cho ăn no, là no vào. Cái thứ hai á là cái size của con cá nó phải to hơn cái mồm cá mập nha mọi người. Cá mới nhỏ hơn mồm cá mập là nó quất á. Cái thứ ba là cái cuối cùng là cái quan trọng nhất luôn, là mọi người khi mà thả mình sẽ đập tay vào bể, kiểu mình dọi lên cá mập á. Cá mập một khi nó sợ, nó hoảng, nó chạy tứ lung tung rồi đó, lúc đó thì cái nó sẽ không có để tới việc ăn mồi nữa. Thì lúc con cá anh thả vào sẽ an toàn. Nếu như tới thứ ba mà con cá bạn nó vẫn an toàn là coi như các bạn thành công rồi. Sau đó thì mình tắt hết đèn đi, mình để tụi nó quen với nhau thôi, như vậy là thành công nữa mọi người. Ok, giờ mình sẽ tiến hành nha. Cũng khá là hồi hộp, trước đây mình cũng có ghép vài con với cá mập rồi. Đây là lần đầu tiên mình ghép cá đuối. Ok, để mình thử nha. Rồi, đây là con cá đuối của chúng ta nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lên cho cá mập bắt hỏi. Bọn này nó hoảng, nó tung nước ghê lắm mọi người ạ. Bọn này nó hoảng, nó tung nước rất là kinh. Đó, mọi người thấy không? Nó tung nước mà nó không có kiềng để lau nhà luôn á mọi người. Để mình cho mọi người xem nha. Đưa thêm một cái cây vào bể nữa, để khi bạn cá đuối xuống có gì mình sẽ dùng để mình hất con cá mập ra nha, kiểu mình chọc nó lên đó mọi người.
ok, tới bây giờ thì mình ráng mình cover cái đuối lại thôi mọi người. Cover cái đuối lại là cho cái mập nó sợ thôi. Hai cái mập mình đang rất là hoảng mọi người, nó không có nghĩ tới cái việc đi săn nữa đâu. Rồi. Đó. Một khi mà cá đuối ở đây mà cá mập bơi qua mà nó không quan tâm nữa là ok rồi mọi người. Bây giờ mình chỉ việc tắt đèn đi để tụi nó làm quen với nhau thôi là ok. Rồi, từ giờ là 99% là thành công rồi mọi người ạ. Vậy là ok lắm rồi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại để cho tụi nó quen với nhau rồi, thấy không? Thậm chí là con cá mập nó vừa thấy cá đuối nó giật mình nó tung luôn á. Lần trước mình ghép của ngoài thả chung với chim xanh á, nó khi mà mình ghép thành công rồi, khi mà nó bơi nó đụng con lạ trong hồ á, nó không tấn công mà nó kiểu nó sợ, nó đụng xong nó giật mình nó bơi ngược lại luôn, buồn cười lắm. Rồi ok, vậy là mình đã tạm thời thành công rồi mọi người. 99% rồi đó, thì mình đã tắt hết đèn đi rồi. Ngày mai mình sẽ quay lại khi mà mình lên đèn đầy đủ. Mình sẽ quay cho mọi người xem các bạn cộng đồng của mình nha. Phê lắm mọi người.